Tử vi tuổi thân tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống. Họ có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi thân, họ sống rất là vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ là người luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân và những người xung quanh yêu mến. Thưa quý vị, chưa hết đâu ạ, họ còn có một con mắt rất là tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy trong công việc họ luôn là người cảnh báo cho những người khác ở những mối nguy hiểm đang rình rập phía trước, phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi thân sẽ dễ dàng thấu hiểu được mọi nỗi niềm tâm tư thầm kín của những người khác. Từ đó tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở tinh thần. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi thân phạm phải hạ xung thái tuế. Đây là một năm mang lại rất nhiều những trắc trở, khó khăn đối với tuổi này. Vậy với con mắt tinh tế, khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì đương nhiên những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi thân nhụt chí. Nhờ được thần tài, ban lộc, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên trong năm 2022 nhâm dần thì gia chủ tuổi thân có thể dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 3 âm lịch chính là thời điểm đột phá của những gia chủ tuổi thân. Vậy vận trình tài lộc của gia chủ tuổi thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi thân trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi thân trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các gia chủ tuổi thân. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy thu nhập cao, đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ nhiều, cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, luận giải tử vi tháng 3 năm 2022 cho người tuổi thân. Tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá chúc chắc, vất vả như trước. Đường số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm việc có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét tổng quan tử vi, sức khỏe tháng này không có vấn đề gì, đáng phải lo lắng nhiều. Không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy không vì thế mà chủ quan, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Thân vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Các quý gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 3 năm 2022 cho quý gia chủ tuổi Thân về phương diện tình cảm, gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Với những người đã yên bề gia thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận vui vẻ, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Lại thêm trong tháng này có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Thân được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành, nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Tháng này, gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tin vui với người tuổi Mậu Thân trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được nguồn lợi rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý tiêu hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến cho tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng khá ổn định, gia đạo êm ấm hòa thuận, vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Canh Thân không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ mãn kinh nên cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân dễ xảy ra tình trạng rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Tử vi của những người tuổi Nhâm Thân rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp. Có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân, cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có được cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004. Đa phần các bạn tuổi Giáp Thân vẫn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng. Dù có đi làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá. Một số bạn có thể tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải thật cẩn thận bởi nguy cơ bị lừa gạt, lợi dụng khá lớn. Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng, bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến đầu óc mất tập trung.
có bạn lại chênh mảng việc học do dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, hẹn hò. Đây là vấn đề cần phải hết sức tiết chế. Việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần hướng tới trong tương lai gần. Đừng để công sức đèn sách bấy lâu, đổ bể khi không thể thuận lợi tốt nghiệp, khi đó sự phát triển sau này của bạn cũng đầy rối ren. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch này, cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch. Qua đó quý vị cũng biết là mình cần phải như thế nào để có thể nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.